Xin chào anh chị em nhà đầu tư trở lại với kênh Ngân Trường Stock Đây là một kênh chứng khoán lập ra nhằm chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm giao dịch trên thị trường Và cũng là nơi em sẽ chia sẻ các cái mã cổ phiếu tiềm năng, các cơ hội đầu tư và đi nhận định về thị trường mỗi ngày Để anh chị có được cái góc nhìn cũng như là kiếm được cái mức sinh lợi tốt trên thị trường Nếu như anh chị em mình lần đầu tiên đến với kênh thì anh chị có thể bấm vào nút đăng ký Để có thể theo dõi những video tiếp theo đến từ em Và anh chị em mình thấy video hay thì có thể để lại cho em một like để ủng hộ em ngày một cải thiện chất lượng tư vấn để hỗ trợ cho em một cách tốt hơn trong video ngày hôm nay như thường lệ thứ nhất mình sẽ đi nói về thị trường chung thị, thị trường hôm nay tiếp nối có một phiên tăng điểm rất là đẹp với cái sự lan tỏa dòng tiền thì qua cái phiên ngày hôm nay cái chiến lược sắp tới là gì cũng như là với cái xu hướng dòng tiền hiện tại thì những nhóm ngành nào sẽ được mình ưu tiên đầu tư thì em sẽ cũng sẽ được em đề cập trong video ngày hôm nay và tiếp theo sau đó mình sẽ đi qua các nhóm ngành này đi qua các nhóm ngành để lựa chọn ra các cổ phiếu đầu ngành các cổ phiếu tiềm năng có thể mang lại cái mức sinh lợi tốt cho anh chị em mình trong giai đoạn sắp tới để anh chị mình có thể kiếm lời được nhé Hôm nay thì các phiên chỉ số VN-Index tăng 8,19 điểm là khoảng khoảng 0,6% lên cái ngưỡng 1 1362,82 điểm. Bên cạnh đó thì HNX, HNX cũng xanh nhẹ là 0,5% à, HNX cũng xanh 0,5% và Upcom thì cũng xanh 0,5% thì hôm nay hầu hết thị trường toàn thị trường đều chìm trong cái sắc xanh rất là đẹp nói về chỉ số VN-Index mình nói về phần, à, cái diễn biến trong phiên ngày hôm nay thì sau khi quay hôm nay mở phiên thì chỉ số đã mở gáp nha chị. Hôm nay là mở phiên chỉ số đã mở gáp. Nhưng sau đó là quay lại quay lại lắp gáp vào cuối phiên sáng. Nhưng sau đó sau đó thì với những cái nhịp tăng anh chị em nhìn vào cái cái biểu đồ này thì sau cái nhịp mở gáp vào đầu phiên sáng thì cuối phiên quay trở về lắp gáp và sau đó bật tăng trở lại thì tiếp nối sau đó những cái nhịp tăng vào phiên chiều đã giúp chỉ số có cái sắc xanh rất là tích cực và đà tăng của chỉ số được củng cố khi mà lực cầu dâng cao vào cuối phiên và giúp kéo hàng loạt cổ phiếu lớn tăng tích cực đang nhìn vào cái các cổ phiếu đóng góp về thị trường trong phiên ngày hôm nay các cổ phiếu như là gas nè gas À, uh, gas đóng góp hơn 2 điểm cho thị trường hoặc là VRE cũng tăng rất là tốt tác công băng dòng ngân hàng BVH hoặc là Vinhome đây hầu hết các cổ phiếu trong cuối phiên ngày hôm nay được kéo rất là tốt thì với cái việc lấy lại xung lực tăng điểm Vinindex đã thành công vượt được cái cản tại cái mốc 1360 vì hôm nay chỉ số đã vượt được cái cản ngắn là quanh 1360 về các dòng cổ phiếu trên thị trường đây, về cái dòng cổ phiếu trên thị trường thì dòng thị trường hôm nay có dòng thép tăng tốt nè. Ngược lại thì dòng cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán có, à, thì vẫn cho sắc đỏ ở cuối phiên. Thì bên cạnh đó dòng trụ là cái dòng cổ phiếu dòng Vin là các cổ phiếu như là Vinhom, VRE và Vit thì hôm nay khá là ổn và có tín hiệu khả năng sẽ là dòng dẫn dắt cho thị trường trong thời gian sắp tới. Thì cái điều này cũng đã được em đề cập trong video ngày hôm qua khi mà em kỳ vọng sau nhóm ngành ngân hàng, nhóm ngành chứng khoán thì nhóm ngành Vin sẽ tiếp nối à, trở thành những cái trụ đỡ về mặt thị trường các dòng cổ phiếu khác như là dầu nè cảng biển đầu tư công đạm dệt may thủy sản vật liệu xây dựng khu công nghiệp thì còn lại đều cho sắc xanh thì chứng tỏ cái dòng tiền hiện tại là đang lan tỏa trên thị trường và thị trường chúng ta không phải cái việc tăng điểm trong phiên ngày hôm nay chỉ đến từ việc kéo trụ mà dòng tiền nó có cái sự lan tỏa và một điều tích cực vào cuối phiên là nó nó, nó bắt đầu đổ vào các cổ phiếu trụ nên nó dẫn đến cái việc mà chỉ số đóng cửa cao nhất phiên về thanh khoản thì thanh khoản hôm nay vẫn chưa được cải thiện trở lại, mặc dù là lực cầu lan tỏa tốt với 274 mã tăng so với 129 mã giảm. Tổng giá trị khớp lệnh ở mức là 21.085 tỷ đồng. Trong khi đó thì với cái giá trị khớp lệnh trên sàn HOSE thì tăng 4% lên 17.386.000 tỷ đồng. Về giao dịch khối ngoại trong phiên ngày hôm nay anh chị đây, khối ngoại thì hôm nay quay trở lại bán rồng nha, bán rồng hơn 500 tỷ đồng ở San Jose, trong đó thì các cổ phiếu bị bán rồng mạnh là Hòa Phát nè, Novoland và Công Thương thì Hòa Phát tiếp tục bị khối ngoại bán rồng. Nhưng vì hôm nay Hòa Phát cũng cũng như là dòng thép vẫn đang giữ được cái nhịp rất là tốt. Về phân tích kỹ thuật, nói về kịch bản của thị trường giai đoạn này thì hiện tại kịch bản thị trường vẫn như trước đó nha chị. Như trong những video trước đó mình đã phân tích về kịch bản thị trường rồi thì kỳ vọng tiến tới thử thách cái mốc kháng cự tiếp theo là qua cái ngưỡng 1375. Sau cái phiên ngày hôm qua chỉ số vượt được cái kháng cự 1350 thì mình đã kỳ vọng cái kịch bản tích cực là chỉ số có thể tiến đến thử H cái ngưỡng kháng cự tiếp theo là cái vùng đỉnh qua 1375 nè anh chị. Nhưng chị em mình lưu ý một điều thì với cái việc kéo trong ATC ngày hôm nay cũng cần chú ý nha Vì có thể, có thể thôi thì phiên đầu phiên ngày hôm mai thì đầu phiên sáng ngày hôm mai có thể là có thể bị trả điểm Khi mà diễn biến thế giới không quá tốt và cái mức basic giữa phái sinh và cơ sở nè Đại cái mức basic giữa phát sinh và cơ sở là đang âm chính Cho nên những cái điều này cũng là những cái yếu tố mình cần quan tâm giai đoạn này Giữa thế giới và phái sinh thì nó có thể dẫn đến những cái nhịp chỉnh nhẹ vào đầu phiên sáng mai Nếu như có những nhịp chỉnh thì mình có thể chuẩn bị trước cái tâm lý Và cái mốc 1360 khả năng vẫn còn bị thử thách nha anh chị cái vùng 1360 cho đến 1365 thì nó là một cái kháng cự trong ngắn hạn của chỉ số này Cái vùng đỉnh trước đó này qua cái vùng này thì nó là một cái kháng cự trong ngắn hạn của chỉ số Cho nên ở vùng này nếu như thị trường có những cái cái rung lắc là điều hoàn toàn bình thường Do cung chốt lại gia tăng Tuy nhiên thì lần này chúng ta sẽ kỳ vọng tích cực hơn bởi vì chỉ số Vinindex đã quay trở lại, vừa quay trở lại sau một nhịp rũ bỏ trước đó, Chỉ chị là nhịp rũ bỏ vào ngày 24 tháng 9 này, cái nhịp rũ này rất là mạnh, cái vô tương đối lớn. Thì với cái nhịp phục hồi trở lại này thì mình đang có một cái kỳ vọng tích cực hơn sau cái nhịp rũ và các cái thông tin tiêu cực đã được hấp thụ rất là tốt những cái thông tin về GDP ông nè về giãn cách thành phố và những cái tin xấu hầu hết nó đã ra giai đoạn vừa rồi và thị trường đã hấp thụ tương đối ổn thì dạng này mình có quyền kỳ vọng tích cực hơn và cái mốc hỗ trợ à, hiện tại sẽ là quanh cái mốc 1345 cho đến 1350 nha. Quanh cái đường MA20 này, đường màu tím này sẽ là đường MA20, đường đường xu hướng ngắn hạn. Thì ở cái quanh cái mốc này nó sẽ là cái vùng hỗ trợ cho chỉ số Và cái mốc 1.350 sau khi vượt khỏi thì nó sẽ trở thành cái vùng hỗ trợ Thì em có nói rồi các cái mốc kháng cự Các cái mốc kháng cự thì sau khi mà các cổ phiếu hay là, hay là thị trường vượt được thì nó sẽ trở thành cái mốc hỗ trợ Thì dạng này, cái mốc 1345 cho đến 1350 sẽ đóng vai trò là một cái vùng hỗ trợ của chỉ số Sau khi mà cái mốc này được chinh phục trong cái phiên ngày hôm qua Thì các cái mốc hỗ trợ hay kháng cự Em lưu ý là nó sẽ không phải là một con số chính xác hoàn toàn nha Và anh chị mình nên lưu ý là nó sẽ là một cái vùng Cũng như là những cái biến động trong phiên chưa đủ để xác định được Cái mốc hỗ trợ đó nó đáng tin cậy hay chưa Mà mình nói về xu hướng thì mình uh, nên đợi cái thời điểm mà phiên nó đóng cửa rồi thì khi đó mình mới được dễ đánh giá hơn về thị trường thì cũng nói sơ so qua một số nhóm cổ phiếu trên thị trường trong giai đoạn này về nhóm tài chính là nhóm ngân hàng và nhóm chứng khoán thì dạng này anh chị mình đang rất là quan tâm sau so cái nhịp hồi vào phiên ngày hôm qua thì về thanh khoản nhóm tài chính thì vẫn chưa được cải thiện nha chị. Dạng này chị nhìn vào ví dụ như cổ phiếu công thương nè, sau cái nhịp rũ mạnh trước đó cổ phiếu có như phục hồi nhưng mà phiên hôm nay chị thấy một điều là cổ phiếu của nhóm ngành này nó vẫn chưa được cải thiện dù hôm qua bật tốt và cho thấy nhóm ngành này sẽ cần một thời gian để có thể tạo đáy được. Nhìn chung thì theo em quan trọng nhất là thanh khoản thì chỉ cần cải thiện về thanh khoản thì nhóm này mới có cái chuyện vọng bật xa hơn được. Mình vẫn đang cần cái yếu tố về thanh khoản một số cổ phiếu ngân hàng riêng lẻ thì nó vận động tốt hơn và nó có sự phân hóa và cái nhóm cổ phiếu ngân hàng sẽ không có đồng thuận hết tất cả các cổ phiếu đều tăng nha anh chị mà nó sẽ tập trung ở các cái cổ phiếu mà uh, có cái uh, nội tại tốt này các cái cổ phiếu mình đánh giá có nội tại tốt là các cổ phiếu như là Techcombank nè, dòng dòng tư nhân thì có Techcombank, OCB, MB, còn dòng ngân hàng nhà nước thì có Vietcombank và Công Thương thì đang vận động tốt hơn so với BIDV nè. Vietcombank và Công Thương này nó sẽ đang vận động tốt hơn so với cổ phiếu BIDV về xu hướng nha nhưng mà với các cổ phiếu này thì dường như dường như là quá nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ đu bám trước đó cũng như là giai đoạn này thì những cái cái khi, khi mà cổ phiếu giữ nền nè khi mà các cổ phiếu tốt này giữ nền mà nó chưa tăng được thì nó cũng dẫn đến cái sự thu hút nó, nó cũng thu hút rất là nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ mua vào cho nên vẫn khả năng vẫn còn sẽ có những nhịp rượu bỏ để rượu bớt bớt cái phần nhà đầu tư đu bám và giúp cho cổ phiếu có thể đi tốt hơn còn về nhóm cổ phiếu chứng khoán thì kết quả kinh doanh quý 3 là cái điều anh chị em mình quan tâm đoạn này thì đối với các cổ phiếu chứng khoán khi mà nói về kết quả kinh doanh quý 3 thì khả năng sẽ vẫn duy trì ở cái mức cao nhờ phần lãi vay margin tăng trưởng tốt thông qua các cái đợt tăng vốn và lượng nhà đầu tư mở mới tài khoản vẫn rất là cao. Tuy nhiên chị em mình cần lưu ý là do kết quả kinh doanh mảng tự doanh chiếm hơn 50% tỷ trọng và diễn biến VN Index trong quý 3 không có quá tích cực cho nhóm blue chip thì khi mà các công ty này tự doanh mà cái mà, mà các cổ phiếu blue chip vận động diễn biến không quá tích cực thì cái lợi nhuận nó cũng sẽ bị ảnh hưởng và lợi nhuận nó sẽ phân hóa nghiêng về các công ty có danh mục tự doanh hoạt động tốt trong quý 3 hơn là các công ty mà họ mua vào các cổ phiếu lưu chip nhiều. Giai đoạn này thì dòng tiền, nói về dòng tiền thì tiếp tục ưu tiên những cái nhóm ngành có câu chuyện tăng trưởng riêng, như là cái nhóm ngành hồi phục sau dịch thì mình sẽ nói đến các cổ phiếu dòng bán lẻ này, dòng xăng dầu, bán lẻ, bán lẻ vật liệu, bán lẻ hàng hóa bán lẻ xăng dầu và khi mà giá hàng hóa đi lên thì các cổ phiếu như là phân bón, thép, than, dầu thô và khí là những cái nhóm ngành được hưởng lợi. Thì bằng chứng anh chị thấy là giai đoạn này khi mà làn sóng hậu dịch đang đến thì các cổ phiếu nhóm ngành này đều đang phục hồi rất là tốt. Và khi mà giá nguyên vật liệu vẫn chưa ngừng tăng do cuộc khủng hoảng năng lượng trên thế giới với cầu vượt trội so với cung thì giá đường cũng tiếp tục vượt đỉnh. Với ngành này thì chúng ta chú ý đến một số cổ phiếu đầu ngành như là SLS, LSS hay là WNS còn sbt cổ phiếu sbt thì nó nghiêng về thương mại hơn nha chị nó nghiêng về thương mại hơn là sản xuất trên nó có vẻ yếu hơn các cổ phiếu như là lss nè sls hoặc là qns cho nên dòng nếu chị nào muốn đầu tư dòng đường thì mình sẽ chú ý ba cổ phiếu này hơn là cổ phiếu sbt về cái việc đẩy mạnh đầu tư công thì mình cũng nói rất là nhiều rồi. Khi mà nền kinh tế chúng ta đang muốn được kỳ vọng về cái tăng trưởng GDP tốt thì khả năng đẩy mạnh đầu tư công là cái điều hoàn toàn hoàn toàn có thể kỳ vọng. Quý 4 trong quý 4 năm 2021 thì việc đẩy mạnh đầu tư công sẽ tiếp tục được hỗ trợ thì nhóm ngành nào hưởng lợi từ nhóm đầu tư công thì có thể kể đến là các cổ phiếu vật liệu xây dựng và xây dựng hạ tầng. Đây sẽ là các cái ngành phải nên có trong danh mục của anh chị sau các à, trong những cái đợt rung lắc của thị trường thì đối với các các cổ phiếu ngành này thì em có khuyến nghị trước đó rất là nhiều rồi thì ví dụ như là xi măng thì có HT1, BCC phi hôm nay tăng trần nè và thậm chí phi ngày hôm qua mình có chia sẻ à, phi hôm trước luôn, cuối tuần vừa rồi thì mình có chia sẻ các cổ phiếu như là FCN, C4G thì phi hôm nay đều đang có cái mức sinh lợi rất là tốt thì anh chị em nào mà đã mua theo khuyến nghị thì chúng ta nắm giữ Và lát nữa em sẽ đi phân tích qua cái hướng à, cái hướng mà để anh chị mình nắm giữ trong giai đoạn sắp tới và đối với các cổ phiếu này dạng này thì sẽ có nhiều cổ phiếu tăng mạnh thì mình sẽ không mua đuổi nha anh chị. Mình chờ những cái thời điểm mà cổ phiếu tích lũy lại hoặc là sau những cái nhịp cổ phiếu vượt đỉnh thì hầu hết các cổ phiếu dòng đầu tư công dạng này vượt đỉnh rất là nhiều thì mình sẽ chờ cái nhịp tích lại tích à, test lại đỉnh hoặc là tích lũy thì mình mua còn không có mua đuổi trong nhịp tăng mạnh nha anh chị về những cái doanh nghiệp mà mình kỳ vọng kết quả kinh doanh quý 3 năm 2020 năm 2021 tích cực thì anh chị em mình cần lưu ý một điều là có thể là cái phần kỳ vọng đã phản ánh vào giá rồi. Do đó thì thường sau mùa báo cáo tài chính thì dòng tiền sẽ tiếp tục tìm đến các cái nhóm mà kỳ vọng cho quý 4 bởi vì thị trường chứng khoán là cái thị trường của sự kỳ vọng. Trên khi mà à, những cái tin tức đều ra rồi thì nó đã phản ánh một phần vào giá cho nên mình sẽ tiếp tục tìm đến những cái kỳ vọng sắp tới thì kỳ vọng cho quý 4 sẽ vẫn là những cái nhóm ngành lúc nãy mình vừa đề cập là cái sự phục hồi hậu dịch nè những cái nhóm bán lẻ nè uh, nhóm phân bón nhóm thép nhóm cạn biển nè hoặc là các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu thì đó là những cái uh, xu hướng về dòng tiền vàng này anh chị em mình cần quan tâm và cái việc mua mới cái việc mua mới cũng cẩn trọng và chỉ mua các cổ phiếu trong nhịp điều chỉnh nè các cổ phiếu ở nền tuyệt đối không mua đuổi bất kỳ cổ phiếu nào nha anh chị cái việc phô mô giai đoạn này nó rất là rủi ro và đối với danh mục anh chị em mình thì chúng ta nên cô động, cô động trong 5 đến 7 mã thôi, không nên nắm quá nhiều thì nó sẽ rất là rủi ro. Khi mà thị trường có những nhịp điều chỉnh thì chúng ta sẽ không biết xử lý bắt đầu từ cổ phiếu nào. Cũng như là đối với một ngành, đối với một ngành thì mình sẽ chọn một cổ phiếu, một đến hai cổ phiếu mà phù hợp với cái khẩu vị cái khẩu vị đầu tư này, với cái vốn của anh chị em mình đang có để mình có thể lựa chọn được cái cổ phiếu phù hợp nhất với mình. Tuyệt đối không mua một dòng một ngành quá ba quá hai cổ phiếu nha, nó sẽ rủi ro về ngành cho anh chị em mình trong giai đoạn này. Thì đó là phân tích về thị trường cũng như là cái xu hướng sắp tới dòng tiền cái xu hướng thị trường cũng là cái chiến lược trang trẻ mình nắm. Thì tiếp theo mình sẽ đi qua đi qua phân tích về một số cổ phiếu giai đoạn rồi vừa mua cũng như là bổ sung thêm các cái cơ hội đầu tư trong giai đoạn này. Thì như video ngày hôm qua đối với nhóm cổ phiếu ngành đầu tư công thì mình có chia sẻ năm cổ năm cổ bốn cổ phiếu. Thứ nhất là CTI, CT phi hôm nay tăng tăng rất là tốt. Thì đối với những anh chị nào đã mua theo khuyến nghị ở vùng giá quanh 16 này ở vùng giá quanh 16 thì mình sẽ tiếp tục nắm giữ nha chị. Cái kháng cự tiếp theo đối với cổ phiếu CTI sẽ là quanh vùng giá 17. Thì nhịp này mình sẽ rời chặn lãi về giá vốn là quanh 16 và theo dõi tiếp được đối với cổ phiếu CTI. Còn ở vùng giá này thì tạm thời chưa có điểm mua mới nếu như chị nào chưa mua kịp nha. CE cũng đang phục hồi tốt này sau cái nhịp điều chỉnh thì khả năng phi hôm nay thì nó chỉnh về quanh 18 này thì khả năng chị mình chưa mua kịp thì tạm thời nhịp này mình theo dõi thôi. Nó có cái cảng ngắn quanh 19.5. Thì nhịp này nếu như không mua kịp rồi thì mình chờ, mình chờ cái nhịp cổ phiếu Tết về cái kháng tự quanh 19.5. Thì nếu như vượt được, nếu như vượt được thì khi đó nó lại mở ra một cái vùng mua mới. Còn trường hợp cổ phiếu chưa vượt được thì nó sẽ có những nhịp điều chỉnh. Thì đó là cái hướng xử lý cho giai đoạn này đối với cổ phiếu CE. Còn nếu như chị nào đang có hàng sẵn rồi, đang có hàng sẵn rồi thì mình rời, mình rời cái mốc cắt lỗ về quanh 17.8 và nắm giữ tiếp được đối với cổ phiếu này nha. Và chờ khi nào cổ phiếu vượt 19.5 thì mình sẽ gia tăng. C4G và FCN phiên hôm nay có nhịp tăng rất là tốt thì đối với cổ phiếu C4G trước đó vùng mua em có khuyến nghị cho anh chị em mình là quanh dưới 11.5 thì những cái phiên gần đây hoàn toàn có giá mua cho anh chị. Nếu như anh chị nào đã mua theo khuyến nghị và gia tăng khi cổ phiếu vượt 12 thì mình sẽ tự tin nắm giữ để chờ đợi cổ phiếu tiến đến những cái kháng cự tiếp theo là quanh 12.5 cho đến 13. Thì đối với cổ phiếu C4G phiên hôm nay dòng tiền vào rất là tốt, nó ủng hộ cho cái nhịp tăng. Ngày hôm nay thì anh chị nào đang có hàng thì mình sẽ rời, mình sẽ rời cút à, mình sẽ rời cái điểm cắt lỗ về quanh 10, 11 1.5 quanh giá vốn trẻ mình và theo dõi tiếp nhịp này được đối với cổ phiếu C4G. Còn thời điểm hiện tại thì đã qua điểm mua mới đối với cổ phiếu này rồi nha. FCN, FCN phiên hôm nay tăng cực kỳ tốt anh chị em nhìn vào cái cây vol ngày hôm nay, một cây vol rất là tốt và cổ phiếu đóng cửa ở mức giá trần, trắng bên trắng bên bán luôn anh chị. Thì với nhịp này, anh chị em nào đang có hàng cho cổ phiếu FCN thì mình sẽ nắm giữ. Khi mà cổ phiếu vượt đỉnh đối với những cái cổ phiếu vượt đỉnh thì khi đó cái đà tăng của nó sẽ rất là mạnh mẽ. Thì nhịp này, cổ phiếu C4G đã vượt khỏi cái đỉnh trước đó là quanh giá 15.3. Thì đối với cổ phiếu này thì khi mà vượt đỉnh thì mình sẽ theo cái chiến lược là nếu mà anh chị mình sợ bị chốt non thì mình sẽ theo cái chiến lược là đặt chặn lãi đặt chặn lãi và follow theo cái nhịp tăng của cổ phiếu thì nhịp này cho cổ phiếu FCN thì mình sẽ rời cái mốc chặn lãi về 15 nha mình rời cái mốc chặn lãi về uh, 15 cái vùng đỉnh này để mình theo dõi thì nếu như cổ phiếu không quay đầu giảm thủ mốc này thì mình cứ nắm giữ và khi mà cổ phiếu tiếp tục tăng tiếp tục tăng thì mình cứ nâng dần chặn lãi lên để có thể theo dõi cái nhịp tăng và tránh cái tình trạng bị bán non đối với cổ phiếu vượt đỉnh như thế này thì đó là một số cổ phiếu một số cổ phiếu đầu tư công trong video hôm qua mình có chia sẻ còn các cổ phiếu còn lại thì hầu hết cũng tăng rất là mạnh rồi nè ví dụ như BLC thì các cổ phiếu này trước đó mình đã khuyến nghị cho mình mua từ những vùng giá rất là thấp quanh 38 đến 39 thì nhịp này mình cứ giờ chặn lại về 42 và theo dõi tiếp thôi còn uh, tiếp theo sẽ là nhóm cổ phiếu uh, thép nha thép cũng là một trong các cái uh, cổ phiếu vật liệu xây dựng và hưởng lợi từ đầu tư công thì thép nhịp này có thể chuối lại rồi nha anh chị mình sẽ chuối hai cổ phiếu thứ nhất là hoa sen hoa sen phiên ngày mai sẽ là cái phiên hàng về của cái phiên ngày 4 tháng 10 nếu như cổ phiếu giữ giá trên 47.5 nếu như cổ phiếu giữ giá trên 47.5 thì anh chị mình có thể giải ngân được 30% vị thế nhịp này đối với cổ phiếu hoa sen nha nhịp này thì khả năng cổ phiếu sau khi vượt đỉnh này anh chị là sau khi vượt cái vùng đỉnh 48 thì cổ phiếu xoay lại nền thì nếu như hấp thụ lượng hàng về tốt thì cổ phiếu sẽ tiếp tục đi thì nhịp này mình có đối với anh chị nào mà muốn mua cho cổ phiếu Ha sen thì mình có thể chú ý trong cái thời điểm tích lũy như thế này thì sau khi vượt đỉnh tích lũy sẽ là cái cơ hội để mình mua hàng được đối với cổ phiếu Ha sen ở vùng giá là 47 đến 48 mình sẽ giải ngân trước 30 còn đối với những anh chị nào đang có hàng sẵn ở vùng giá thấp này ở vùng giá 44 đến 45 thì thời điểm này có thể gia tăng kịp nếu như trước đó chưa kịp gia tăng trong cái nhịp vượt đỉnh anh chị mình chưa gia tăng kịp thì cái nhịp tích lũy này sẽ là cái cơ hội để mình gia tăng hàng được đối với cổ phiếu Ha sen Thứ hai là T là H, T nhịp này ở vùng giá là 22 trên 22.5, anh chị em mình có thể giảm ngân 30% vị thế nha, ở vùng giá này ở vùng nền ở vùng nền sau khi cổ phiếu chạm hai sau khi cổ phiếu chỉnh chỉnh về test về quanh vùng đỉnh cũ và bật được thì nó đang xoay lại một cái nền trên đường ma 20 là trên đường xu hướng ngắn hạn đây là một trong những cái cổ phiếu mà đang giữ xu hướng rất là tốt khi mà phục hồi trở lại được trên cái đường xu hướng ngắn hạn thì nhịp này đối với cổ phiếu TLH thì mình sẽ giải ngân 30% vị thế quanh cái vùng giá 22 cho đến 22.5 và gia tăng khi nào cổ phiếu vượt khỏi 23.5 nha gia tăng khi nào cổ phiếu vượt đỉnh hoặc có những nhịp test trở lại quanh mức giá 21 đối với cổ phiếu TLH thời điểm hiện tại còn hai cổ phiếu còn lại là nam kim thì nam kim nhịp này tăng quá rồi nhịp này tăng quá rồi thì tạm thời mình theo dõi phiên ngày mai hàng về xem thế nào rồi đánh giá tiếp thì nhịp này mua mới nó cũng hơi rủi ro hoặc là hai hoặc à, là hà phát hà phát thì đang ngay kháng cự hà phát vẫn chưa vượt được kháng cự nha chị chưa vượt được kháng cự định cũ là qua mức giá năm mươi sáu năm đến năm bảy thì vùng giá này nó tương đối rủi ro thì phiên ngày mai sẽ là cái phiên mà hàng của cái phim frac ngày 4 tháng 10 về thì nếu như anh chị nào đang nắm hàng thì mình sẽ giờ chặn lại về quanh 54 và theo dõi cho nhịp test T3 hàng về nếu như cổ phiếu không gãy khỏi 54 thì mình tạm thời vẫn nắm giữ được cho cổ phiếu Hà Phát và kỳ vọng cho cái nhịp vượt đỉnh còn mua mới thời điểm hiện tại thì tạm thời chưa nha em chưa đánh giá cao lắm cho việc mua mới thì hiện tại cho cổ phiếu Hà Phát vì cái vùng giá này cũng tương đối và nó ở đang ở cái vùng đỉnh nó hơi rủi ro thì đó là về dòng thép còn cái dòng bất động sản khu công nghiệp thì phi hôm qua mình có chú ý cổ ba cổ phiếu là EJSI, KBC và GVR thì hầu hết các cổ phiếu này đều đang cho diễn biến rất là tốt nè SSC. SSC thì mình vẫn chờ khi nào cổ phiếu vượt đỉnh thì gia tăng KBC KBC thì phi hôm nay áp lực chốt này, thì nếu như anh chị nào đang nắm hàng thì mình nắm tiếp thôi. Cái mốc chặn lãi cho cổ phiếu sẽ là quanh 43.5. Còn thời điểm hiện tại thì điểm mua mới vẫn chờ nha Chờ khi nào cổ phiếu test về quanh 43.5 thì mình mua. Bởi như cái cái khuyến nghị trước đó. GVR tương tự, thì nếu như anh chị nào mua mới thì chờ test lại quanh 37 này, test lại quanh 37 thì mua. Còn ở vùng giá hiện tại thì nó tương đối gần cản, thì mình không có à, vội mà mua đuổi được. Dòng cao su thì hôm qua bổ, bổ, sung cổ phiếu DRC thì phi hôm nay cổ phiếu đang diễn biến theo cái chiều hướng tích cực. Thì phi hôm qua em có nói đối với cổ phiếu DRC thì mình chờ khi nào mà cổ phiếu phục hồi trở lại trên đường MA50 là trên cái mức giá 37 à 33 thì khi đó mình có thể mua được. Thì nhịp này đối với cổ phiếu DRC chính thức là vượt khỏi cái xu hướng cái đường xu hướng trung hạn đường MA50, cái đường màu xanh da trời này và cũng chính thức vượt khỏi cái trên giảm hình thành từ ngày 6 tháng 9 này cái trên giảm này thì phi hôm nay cổ phiếu đã bứt phá rồi và và thậm chí là đóng cửa trên đường MA20 20 màu tím thì nhịp này đối với những anh chị nào đang có hàng đang có hàng mà còn kẹp hàng ở giá cao thì đây là cái cơ hội để mua chung bình giá được rồi còn đối với những anh chị mình muốn mua mới thì mình sẽ giải ngân được trước 30 phần trăm vị thế ở vùng giá dưới 34 cho nhịp này đối với cổ phiếu DRC nha thì vì hôm nay phục hồi có cái sự ủng hộ từ khối lượng thì nhịp này mình kỳ vọng cổ phiếu sẽ có thể tiến về vùng đỉnh cũ trước đó Dòng Vin thì như trước đó mình có đề cập là kỳ vọng sẽ cái dòng tiếp theo dẫn nhất thị trường. Thì hai cổ phiếu Vinh HOME và Vip thì nó sẽ thuộc cổ phiếu điều tiết cho nên tùy cái vốn hóa anh chị, tùy cái mức vốn của anh chị em mình mà mình tham gia thôi. Thì uh, nhịp này cổ phiếu Vinh HOME thì kỳ vọng nó sẽ có nhịp phục hồi về quanh 82. Anh chị nào đang kẹp hàng thì chú ý cái mốc kháng cự của cổ phiếu nha. Còn ở vùng này thì mua mới thì chưa chưa vội. Thì những cái nhịp phục hồi thì vốn cũng chưa mạnh lắm đâu viết tương tự thì cổ phiếu này tạm thời em chưa đánh giá cao lắm về việc mua mới và chỉ anh chị nào đang mà bị kẹp hàng á thì mình canh trong những cái phiên sắp tới để mua trung bình hạ giá vốn, à, mua trading tay không hạ giá vốn thôi còn mua mới thì nếu như không có hàng sẵn thì mua mới nó tương đối rủi ro à, mình đang đưa cái hướng xử lý cho những anh chị nào bị kẹp hàng phía trên thì dịp này nếu như cổ phiếu tích lũy ổn một cái nền 88 trên 89 thì mình có thể giải ngân 20% cái lượng hàng cái lượng hàng anh chị mình đang nắm và hồi về quanh 93 94 thì mình thoát ra thì đó là cái hướng xử lý cho anh chị em nào đang nắm cổ phiếu vít ở vùng giá cao, mình sẽ chuối một cổ phiếu là VRE dòng mà bán lẻ. thì đối với nhịp này cổ phiếu VRE đang cho tín hiệu rất là tốt, đang chị đang muốn bắt đầu vượt khỏi cái cái trên giảm dài, cái trên giảm trung hạn hình thành từ đầu năm đến giờ. thì nhịp này anh chị em nào đang nắm giữ cổ phiếu VRE thì tạm thời nắm giữ tiếp nha thì vẫn nắm giữ tiếp được và chờ vượt cái nào và chờ vượt cái vùng đỉnh trước đó là quanh mức giá 30 thì gia tăng này thì còn nếu như anh chị nào mà chưa mua mới á, muốn mua mới thì mình nếu như cổ phiếu hạ nhiệt về quanh 29 về quanh 28.5 cho đến 29 thì mình có thể mua thì trước đó em có khuyến nghị chú ý trở lại đối với cổ phiếu VRE ở vùng giá 28.5 này nếu như anh chị nào đã mua theo khuyến nghị thì mình chờ vượt 30 mươi à, vượt 30.5 mình gia tăng còn nếu như anh chị nào chưa mua mới thì mình chờ nếu như có hạ nhiệt có hạ nhiệt về quanh 28.5 đến 29 thì mình mua ở Visa thì hiện tại cổ phiếu đang bắt đầu chạm về cái cái trên cái trên giảm này thì khi mà cổ phiếu chạm về kháng cự thì nó sẽ có những cái áp lực chốt lời nó sẽ có những cái nhịp rung lắc thì đó là cái thời điểm để mình mua mới được đối với cổ phiếu này dòng thủy sản là một cái dòng mà hưởng lợi xuất nhập khẩu thì chú ý hai cổ phiếu anv anv phiên ngày mai sẽ là phiên t 3 hàng về của cái phiên tiền lớn ngày 4 tháng 10 thì nhịp này anv nếu như phiên ngày mai giữ giá trên 30 ổn thì mình có thể mở bao phần trăm vị thế nha đối với những anh chị nào muốn mua mới còn những anh chị nào mà kẹp hàng ở vùng giá 32 đến 33 thì phiên ngày mai nếu như cổ phiếu giữ giá ổn trên 30 thì mình có thể mua trung bình giá ở cái vùng giá này là 30% quanh cái vùng giá 30 trên 30.5 đối với cổ phiếu NV MBC thì sao? MBC nhịp này có thể chú ý lại nha. Thì cổ phiếu đang phục hồi ổn trên đường MA20 là đường xu hướng đường xu hướng ngắn hạn. Thì nếu như phiên ngày mai mà cổ phiếu giữ giá ổn trên cái mức giá 39 này, nếu như cổ phiếu giữ giá ổn trên 39 thì mình có thể giải ngân 30% vị thế được nha. Nhịp này cho dòng thủy sản để đón sóng quý 4. Còn nếu như nếu như cổ phiếu ngày mai mà gãy khỏi 39 thì tạm thời mình chờ chờ cho cái nhịp test lại quanh 38 này, quanh 38 38.5. Còn nếu như cổ phiếu giữ giá ổn thì mình có thể giải ngân trước 30% vị thế trong thời thời điểm này được à, đối với cổ phiếu mbc dòng thủy sản À lúc nãy nói về bán lẻ VRE thì mình quên bổ sung một cổ phiếu là BNG. BNG trước đó đã khuyến nghị, đã khuyến nghị cho anh chị mình mua ở vùng giá 90 cho đến 92 thì hiện tại vẫn đang khuyến nghị nắm giữ và chờ đợi gia tăng trong những cái nhịp điều chỉnh. Thì những cái nhịp điều chỉnh về quanh đây, về quanh ngày 20 là vùng giá 96 đến 97 sẽ là cái cơ hội, cơ hội cho anh chị em nào mà đang có hàng sẵn thì mình sẽ canh gia tăng hàng quanh cái vùng này. Còn đối với những anh chị nào muốn mua mới, những anh chị nào muốn mua mới thì phiên hôm nay mặc dù cổ phiếu có tín hiệu là kéo tích cực nhưng mà vôn chưa mạnh, nhưng mà vôn này, vôn hôm nay chưa mạnh thì cả khả năng nó sẽ có những cái nhịp Tết về lại quanh vùng mai 10. Là quanh quan cái vùng giá là 96 đến 97 thì nếu như có nhịp Tết về đây, 97.x cũng được thì mình có thể cân nhắc mở 30% vị thế đối với cổ phiếu BNG cho những anh chị nào mua mới. Còn những anh chị nào đã mua ở vùng giá thấp 90 trên đến 92 thì thời điểm test này sẽ là cái cơ hội để mình gia tăng hàng được đối với cổ phiếu BNG dòng bán lẻ. Tiếp tục dòng bán lẻ thì có một cổ phiếu trụ đó chính là cổ phiếu Masan. Thì vì hôm nay test cung rất là đẹp, test cung đây. Thì hôm nay là một cái phiên tái cung thì nhịp này đối với cổ phiếu Masan thì anh chị em nào muốn mua mới thì mình sẽ giải ngân được 30% vị thế ở vùng giá là 141 cho đến 142 trong cái nền ngắn này đây thì về cổ phiếu Masan thì mình sẽ uh, có thể đầu tư cho mục tiêu chung và dài hạn đối với dòng bán lẻ đây là một cổ phiếu có nhiều câu chuyện cũng như là có cái chuyện bọng dài thích hợp cho anh chị em nào mà muốn đầu tư đối với các cổ phiếu tăng trưởng uh, và có cái mức vốn và cái mức vốn của anh chị em mình tương đối thì mình có thể chú ý được đối với cổ phiếu Masan ở vùng giá là 140 cho đến 140 và Vậy gia tăng khi nào? Gia tăng nếu như cổ phiếu có nhịp Tết về quanh đây, về quanh 137 đến 138, hoặc vượt khỏi kháng cự phía trên, kháng cự phía trên là quanh 150 đối với nhịp này cho cổ phiếu Masan nha. Thì dòng bán lẻ là chú ý ba cổ phiếu Masan, VRE cũng như là uh, trên cho nhịp này Còn FRT thì FRT phi hôm nay vượt rất là uh, cho tín hiệu là vượt khỏi 48 Nhưng sau đó vẫn gặp áp lực chốt Cho anh chị thấy là phi hôm nay cổ phiếu FRT vẫn đang vẫn đang thiếu cái khối lượng thôi Thì mình vẫn tiếp tục nắm giữ cho cái vị thế mua trước đó quanh 45 đến 46 Và cứ có test về quanh dưới 46 này Nếu như có những nhịp test về 46 thì mình có thể gia tăng Hoặc ở cái chiều ngược lại thì khi nào cổ phiếu chính thức vượt khỏi 48.5 thì mình gia tăng Nhiệm này thì vẫn nắm giữ được đối với cổ phiếu FRT nha còn bé thì bé nhịp này vẫn nắm giữ và giờ cái mốc chặn lãi về quanh 28 năm để theo dõi nha. Thì nhịp này cổ phiếu vẫn đang diễn biến rất là tốt so với nhịp test về MA50. Thì tạm thời anh chị nào đang có hàng thì mình giờ chặn lãi về 27.5 và theo dõi tiếp được. Dòng dầu thì có chú ý một cổ phiếu chính là BVT Đối với cổ phiếu BVT nhiệm này thì những cái thì những cái nhịp mà tích lũy trở lại quanh đường MA20 này, quanh đường màu tím này, quanh cái mức giá 27.5 cho đến 23.5 cho đến 24 thì anh chị em mình nếu như mà muốn mua đối với dòng dầu cũng như là dòng B, cổ phiếu BVT thì nó cũng là một trong các cổ phiếu vận tải dầu nó cũng hưởng lợi từ ngành cảng biển nha thì dịp này đối với cổ phiếu BVT ở vùng giá 23.5 trên 24 này thì vùng này anh chị mình có thể giải ngân được 30% vị thế nha vùng giá này còn nếu như anh chị nào mua hàng ở phía trên mua hàng ở giá cao quanh 25 thì nhịp này có thể mua để trung bình giá được đối với cổ phiếu BVT thì đó là về dòng dầu còn dòng cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán thì tạm thời vẫn theo dõi nha chị như em nói trước đó thì sau cái nhịp rơi vừa rồi mặc dù là các cổ phiếu này có cái nhịp bật, có cái nhịp bật nhưng mà cái khối lượng, cái khối lượng chưa mạnh và nó đang thiếu thanh khoản khi tạm thời đối với dòng chứng khoán thì những cái nhịp phục hồi về kháng cự phía trên thì mình có thể thoát ra một phần hàng còn mua mới thì tạm thời chưa mua nha chờ khi nào mà cổ phiếu vượt được kháng cự và có khối lượng trở lại thì mình mới mua nhịp này nó tương đối rủi ro cho cổ phiếu à, dòng hai cái dòng thị trường này thì mình nên chờ nên chờ cái sự cái thanh khoản quay trở lại. Còn đối với nhóm cổ phiếu ngân hàng, đối với nhóm cổ phiếu ngân hàng thì uh, như trước đó em có chia sẻ rồi về ngắn hạn thì nó tương đối yếu, nhưng mà về định giá chung và dài hạn thì nhóm này thực sự nó không quá xấu như những gì thị trường đang phản ánh. thì những cái cổ phiếu nào mình có thể chú ý được thì lúc nãy em có chia sẻ rồi những cái cổ phiếu mà có nội tại doanh nghiệp tốt như là Techcombank, OCB, MB, MBBank, uh, ACB, Vietcombank, Việt, Công thương là những cái cổ phiếu có nội tại tốt nhưng mà vẫn còn lượng đầu tư nhỏ lẻ đua bám nhiều thì mình sẽ chờ. Nhiều dòng tiền mà có thể bắt đầu mua gom trở lại Bắt đầu mua gom trở lại cho cái mục tiêu chung và dài hạn Còn ngắn hạn thì tạm thời anh chị em mình bỏ qua nha Còn về dòng cảng biển thì hôm nay có sự phục hồi tốt đối với cổ phiếu SGB thì nó vẫn nó, nó phục hồi tương đối ổn sau được quanh ngày được mai 50 nhưng mà chưa vượt được cái cản 37 thì tạm thời mình nắm giữ tiếp. Còn những anh chị nào mua chung bình giá rồi thì mình tiếp tục theo dõi thôi. Thì GMD thì phía hôm nay điều chỉnh nhưng mà chỉ là một cái nhịp test về nền thôi nha. Test về nền quanh 47 đến 48 thì nhịp này không có gì xấu cả. Thì tạm thời nó vẫn giữ được trên 47 thì mình nắm giữ được đối với cổ phiếu GMD. Thì dòng cảng biển chị em mình có thể kiên nhẫn thêm một thời gian nữa nha. Hiện tại thì cổ phiếu chưa có tín hiệu gì xấu. Nó vẫn đang thiếu dòng tiền thôi. Thì tương tự TCL thì hầu hết các cổ phiếu càng biển đều đang diễn biến quanh cái vùng giá trước đó thôi thì mình vẫn nắm giữ và theo dõi, chờ khi nào cổ phiếu vượt kháng cự thì mình gia tăng. Thì đó là về các phân tích về các cổ phiếu vàng rồi em có khuyến nghị cho anh chị cũng như là đưa ra các cái cơ hội đầu tư mới nếu như anh chị mình nào mà chưa mua được hàng trong giai đoạn vừa rồi và đang muốn mua mới, đang muốn cơ cấu lại danh mục thì nếu như anh chị mình thấy video hay có thể để lại cho em một like và một, à, và một subscribe để ủng hộ em nha. Thì em xin chào và hẹn gặp lại anh chị ạ. À. Chúc anh chị có một phiên giao dịch ngày mai thành công và thắng lợi.